Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với tập 2 của bộ phim Lớp Học Bất Ổn. Mình đã biết là các bạn đã ngóng chờ cái tập 2 này khá là lâu để mình diếm luôn. Bây giờ mình mới tung ra, bây giờ mới lộ hàng ha. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn theo dõi tiếp tập 2 của bộ phim Lớp Học Bất Ổn. Em đề nghị em vô hàng đứng đi, em làm gì vậy? Em đi cất cái xe đạp thầy ơi. Lỡ chạy vô đây. Đi một hàng một thôi nha, đi ra lấy xe đàng hoàng nha. Dạ thầy ơi. Dạ. Lại thầy ơi, dạ thì đi lâu quá thầy. Cái thằng này trời ơi, nó sao mà... Ây da. Ôi con xin lỗi thầy. Dùng thầy ơi, đèn đỏ. Lùi xuống thầy. Lùi lại đi. Sao mà bẫy bánh xe vậy? Đây con cắn cái bà này nè. À, bây giờ mấy em ở đây với bạn Chris đi. À, thầy có cách này. Ủa, thầy tới. Thầy tới rồi. Thầy về rồi. Thầy xin lỗi Tuấn nha. Thầy em lên xe. Ngồi đi. Để xe đi mất sao thầy. Ủa con xin lỗi thầy. Lên xe ngồi làng hoàng coi. Chờ biết phải đảo á. Ngồi lên đi, lên đi. Thằng Gia My biết lái xe gì đâu. Để thầy lái mày. Lên xe. Con nít con ngồi và làm cái xe. Rồi em. Ôi thầy ơi, có cái người này, anh này anh quýnh con rồi thầy. Thầy cho phép em quýnh ảnh không? Con thiếu đèn rồi, lên xe đi. Lên xe chưa? Lỗi chưa? Lên kìa Gia My. Em lên lỗi xe rồi bạn ơi. Để thầy chạy xích lên đây. Rồi lên đây. Trời ơi, Gia My này. Trời. Quá à. Rồi. Đi. Rồi đi thầy ơi. Thầy điểm danh cái coi, có thiếu bạn nào không? Đi mình ngồi kế bạn biết chết mê rồi. Rồi được rồi. Bạn mà chết rồi, xương cô mình. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyến dã ngoại để thầy mở bản đồ cái. Hào quá. Thầy xài điện thoại gì thầy? Trời thầy tới tối luôn. Thầy xài iPhone 3GS. Trời ơi. Sao thầy cụ bắp vậy? Trời ơi. Con xài điện thoại tiền đâu. Dạ con nghe nói là thầy ăn giọng dữ mà sao cũng nghèo ha. Thầy có tiền mua xe buýt mà thầy không có tiền mua điện thoại. Xe buýt là thầy mướn tiền cướp. Vậy hả? Dạ. Lớp nào mới lấy ăn cướp vậy? Tự giả bỏ bản thân mày. Thầy ơi, thầy học mất giờ điểm rồi thầy. À, ngày xưa hả? Mà nhiều môn lắm sao thầy nhớ được? Học lực lái xe nè. À cái học lực này à thầy có bằng lái A1. Trời đất ơi. Vậy là thầy A1 là gì vậy thầy? A1 là gì thầy? Là bằng lái xe 4 chỗ á. Bữa này xe nhiều chỗ, xe 2 chỗ, khá chỗ rồi thầy. A1 là xe 2 bánh mà thầy. Thầy xạo á, con thấy thầy nhà thầy có chiếc xe đạp không à. Sao con cầm vậy Git? Con kế bên nhà thầy. Nhà Git có 3G á thầy. Hỏi thầy chạy. 3G lấy gì vậy? Trời ơi, nhà mình có Lambo Mini, mình không đi. Tụi mình đang lên đèo nha. Tụi mình đang lên đèo bởi vậy mấy con ngồi vịn cho chắc nha. Dạ. À, quên nữa, ở trên cái xe bus này nó có 3G á, mấy con có thể check in thoải mái ha. 1280 được thầy. Chụp hình đi con. Chụp hình đi. Rồi. Thầy hy vọng là trong cái chuyến du lịch này chúng ta sẽ thắt chặt tình thân ái hơn. Nâng cao rồi. Những cái mối quan hệ bạn phát đặc biệt phát. Là quan hệ gì, bạn gì, bè gì bạn ma chết. Bạn bị gì mà bạn bịt mỏ lại vậy? Bạn Gia My ơi. Bạn quay qua đây nè. Tại sao quay đi chỉnh hình thầy ơi, bạn biết. Ôi đụng xe rồi. Chino nãy giờ lúng là lúc. Bạn Gia My ơi, bạn quay qua đây nè bạn Gia My. Mình đang chụp hình. Chụp hình. Bạn OT ơi, bạn OT. Cái gì bạn Chris?
Bạn bạn quay xuống đây nè, mình cho bạn coi cái con này nè. Lấy ngồi rồi, ngồi rồi, nhưng mà hình như ngõm thấy là biết tập cu ra coi cho bạn ơi, thầy ơi. Thầy ơi, em đã có bạn chưa? Mấy con bình tĩnh nha. Phút này nó hơi ôm cua. Cảm giác buồn hụt. Ui ui. Trời cái. Thầy ơi, đường đi Đà Lạt này ghê quá thầy, nghe nói là có ma tùm lum á. Thầy đúng rồi. Thầy ơi, dừng. Dừng đi thầy ơi. Đường mình đi Đà Lạt. Sao vậy? Sao vậy? Bắt chuyện gì vậy? Thôi thầy lường ghê. Xuống xe đi tè thầy ơi. Thầy ơi, xuống xe. Xuống xe đi tè. Cho xuống xe đi đái ra thầy ơi. Bắt coi, bắt coi. Con lên đi, chút nữa mình ngừng ở trên cái chỗ kia mình ăn luôn. Dạ dạ. Rồi rồi rồi, lên. Ôi ba, bắt coi ba. Giờ thì con quen con lên nè, con quen nè, lên nè. Cái gì vậy? Sao mấy đứa này? Lên nè, lên nè. À bạn mới chích ra địch cái thầy. Bạn mới chích là có người có lịch sự. Ồ, sao chứ? Ma chích là một em cá bị chân lớp mà còn lịch sự như vậy. Nhưng mà bạn ma chích quên là xe này không có máy lạnh. Thầy hãnh diện thầy. Ở mấy em mở cửa sổ ra đi nha. Còn không thì bấm quạt máy đi, thầy có gắn quạt máy đó. À nhìn con có thấy cái quạt máy nào đâu thầy, sao sao. À, tưởng tượng, bài học trừu tượng á. Giờ mở cửa sổ ra từ. Mà đi Đà Lạt này nó mát thiệt á thầy. Trời ơi thầy ơi, khúc này nghe đồn có ma đó thầy. Ừ. Đâu. Ở đây lạnh lắm. Để thầy kể sự tích cho mấy con nghe, ở đây là đèo Ba Cô. Ba ma chết. Hồi xưa có Ba Cô ở đây nè. Ghê quá. À, Ba Cô đó ngày xưa lên cái đèo này đó để mà mở quán cà phê. Trong cái một lần giật nợ, ức chế đốt quán, ai ngờ chết chùm Ba Cô. Từ đó là đi ám mấy tài xế ở đây đó. Dạ gì chỉ ám tài xế thôi không thầy. Thầy là thầy không phải tài xế hơn quá. Rồi, cũng hên á. Bạc, mấy con có nhìn bên hướng tay phải, mấy con thấy cái nhà màu trắng đó không? Thấy. Ờ, đó là cái nhà mà của ngày xưa là của Pháp á. Có một đại quý, nghe nói là cũng ảm đạm lắm. Đi chậm tới các bạn nào đi, muốn lên tham quan chút xíu không? Ôi, cái nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt phải không thầy? Bạn đi đâu vậy? Thăm nhà ma thầy. Đi coi nhà ma. Mấy em làm gì mà hiếu động vậy? Thầy có thể chạy lên mà. Ờ vậy hả? Ơi thầy chạy lên đi. Ôi con tới luôn rồi, chờ thầy chạy lên chắc tới mai. Thầy ơi. Thầy ơi. Con thấy con dán. Con thấy con dán con hết hồn. Mấy em bình tĩnh coi, để thầy chạy lên. Bạn ma chết, bạn bao giờ mình nha. Bạn OT sao bạn để đội cái nón mặt con tròn nè. Vậy mấy con có nhìn thấy cái bảng không? Một ba cô là thầy ơi. Phong cách của mình là như vậy. Một ba cô thầy ơi. Thua. Con nhìn thấy cái bảng này không? Ngôi nhà ma. Lần phồn. Ủa? Mấy con có thể chụp hình ở đây cũng được. Ôi, con nghe nói là chụp hình ở đây là mình bị chết đó thầy. Thầy ơi, mộ ba cô bên đây à thầy? Đâu mộ ba cô đâu con? Đi ra đây chụp hình đây, chụp hình đây, thấy ba cô nè. Ủa, hồi nãy thầy giới thiệu đây là nhà của Pháp mà ta. Nè, mộ ba cô nè. Đó. Ủa, cái dòng gì trắng vậy bạn má chích? Trời ơi, mộ ba cô. Nè, ba cái mộ nè. Đi một đám con của cô nè. Có cái dòng gì kìa. Trời ơi, một đám con của cô luôn. Mất tè hả thầy ơi? Trên cái bia này nó ghi hình như này là không ông chồng dậy, xuống ông chồng của ba cô nè. Tên hình như Phan Tấn Phát thì phải. Ồ. Thôi ơi. Có từ là Lai Thục Mai. Mộ người ta để tè lên. Đây nè, một cái mộ. À thấy chưa? Ê, bà Giang My mới tè ông đây thầy ơi. Thì ra là một trong ba cô đó là có cô Tinh Trinh. Trời ơi. Thôi bây giờ chúng ta tập trung đi lên xe, thầy sẽ kể chuyện truyền thuyết về cô Trinh cho mấy em nghe. Ok. Dạ. Trời ơi, nghe nói chuyện nó ghê lắm á. Chạy nhanh lên đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích cái series Lớp Học Bất Ổn thì nhớ nhấn vào nút like và nút subscribe. Và ngoài ra thì hãy chia sẻ để ủng hộ anh em mình trên 300 chia sẻ. Để anh em mình có thể suy nghĩ ra những cái clip hay là những cái kịch bản hay hơn nữa và vui hơn nữa dành cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn xem tiếp tập 3 của Lớp Học Bất Ổn thì hãy comment ở phía dưới, ok? Và những cái bí mật ở tập tiếp theo sẽ dần dần hé lộ, như là vén váy thầy lên. Ô, không.
thầy là không có được mặc váy, thầy là mặc quần slip. Ok, các bạn có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái series lớp học ở ổn ở trên Facebook của Cẩm Nang Game Thủ hoặc là Chris Devil Gamer. Các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook đó bằng cách gõ chữ Chris Devil Gamer hoặc là chữ Cẩm Nang Game Thủ lên phần tìm kiếm trên Facebook thì sẽ dễ dàng tìm được ngay Facebook đó. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah. Đây búp bê Nga. À vậy là cái này là nước Nga rồi. Ăn búp bê nè, búp bê Nga nè các bạn. Mấy con này nó mở ra thì có nhiều con búp bê nhỏ ở trong nữa. Cái này là búp bê Nhật. Xét thôi.